Tôi không biết bỏ kia là nói ra phong dư tôi rất trong phong dư tôi không biết bỏ kia là nói ra phong dư tôi rất ra tôi là mua mua là tôi nói là quý hết tôi nhận nhưng tôi xin đòi rộng kênh của nó nhưng tại là thêm mới dùa một trái viên chẳng nè thì tôi xin giải dùa một trái viên chẳng nè nhưng nó sẽ xin đòi sao cực kê nè à chúng phong như là cái bên này trên chế thế nào tụi nó này trên chế một viên chăn nè sao em có trong nó sẽ thích mà lúc chỉ gì trong cái kia nè đòi những bóng ca thế nào tụi nó này nhớ thêm nhiều nhung nhục phần trâu thế nào tụi nó cuối trong cầu cơ kia nè thế cuối giờ kỳ kênh cầu ha thêm nhiều nhung nó này tổng nên là phải sạc cái sai sai rồi chẳng muốn gì nữa mua một trái sai viên chán nữa tụi nó này cú lọc kinh cầu này ta tập 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 học học xem nào đừng có cực kia này tụi nó này nhập hàng ra xem nào tụi nó chỉ nhập hàng lọ này nhập hàng ra xem nào gió lòng xoắn nhoi trôi ta hào thế này dạ tụi nó có giết thương nhận nhu thế xin đôi trong cơ gọi của thương mất thật cho đẹp bê tỏ xe của xí nè tụi nó này mỗi miền chẳng dùa bài tỏ xe miền chẳng nè nhưng đấy nó biết cho tổng tên là bê xe dù muốn gì sao khá xe cho nên đấy nó biết cho nó bê sao khá xe xe này dùn rồi chẳng này dạ vừa cho xin trò nhó trời nà xeo bây giờ chứ chào ô này tụi nó này cái sọc cá sẽ xếp nửa rồi rồi trả lại dạ nếu thấy tôi mẹ sẽ tất mà nếu chỉ trong kênh cầu này hiện tại thì mua một một tờ sẽ miễn trả này có mua là trong kênh cầu là có mua này chủ em nhận nhung sẽ tao phụ hàng này nhập khóa sổng đó sẽ tất nhiên nếu chỉ trong cái kia nếu chỉ trong cái kia này nhà ta mong viên chan bóng viên chan thế này là gió là na trong phương là tụi nó là nhớ trên nồng hè na trong cực kia na chân đá thứ chân đá cực khó này na đi bóp liền nhau đến cha bóp cục kia na lục quân thỏ nhỏ xem nào không phục cú là chừng mà mò xem nào chỉ mua gì hết chú đi nữa tụi nó là gì bọn trẻ nhóc còn là chỉ mua gì hết chú đi nữa hết tí tụi nhóc lo mò chắp lo này tụi nó là mình có chỉ bỏ mấy gì đó cổ ấy thế nào tụi nó là lo mò thằng là luôn trò chơi cho đi giữ ta học xem nào.